súng máy đồng hành cùng lính Mỹ suốt 83 năm qua. Khẩu M2 ra đời từ năm 1933, nhưng đến nay vẫn được quân đội Hoa Kỳ sử dụng trên các chiến trường nhờ tầm bắn xa và hỏa lực của nó. Trong Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất, quân đội Pháp và Anh đều sở hữu những khẩu súng máy sử dụng cỡ đạn lớn. Trong khi đó, súng máy của Hoa Kỳ chỉ bắn được cỡ đạn súng trường. Tướng John Pershing, chỉ huy lực lượng viễn chinh Hoa Kỳ, cho rằng quân đội nước này cần một khẩu súng máy hạng nặng để sánh ngang với đối thủ. Vì vậy, thiên tài vũ khí Mỹ John Browning đã nghiên cứu mẫu thiết kế súng máy M1917 7,62 ly để phát triển một súng máy hạng nặng bắn được đạn 12 ly 7. Năm 1921, quân đội Hoa Kỳ đưa vào thử nghiệm khẩu súng máy 12 ly 7 làm mát bằng nước dựa trên khẩu súng Browning. Sau khi Browning qua đời, các thiết kế vũ khí khác đã khắc phục lỗi trong phiên bản súng máy M1921, chẳng hạn như nòng súng trọng lượng nhẹ của nó. Đến năm 1933, công ty Colt sản xuất thành công vũ khí này, nhưng cơ bản vẫn theo mẫu thiết kế ban đầu của Browning. Quân đội Mỹ định danh nó là súng máy Browning M2. Cấu hình phổ biến của M2 là một khẩu súng máy làm mát bằng không khí và sử dụng hộp tiếp đạn. Súng dài gần 1m8, nặng 38kg và 58kg tính cả đế. Súng máy M2 có tốc độ khai hỏa là 550 phát trên phút và có thể bắn phát 1. Hộp tiếp đạn có thể lắp từ bên phải hoặc bên trái sau một số điều chỉnh nhỏ của súng. Tầm bắn hiệu quả của nó là 1.800m, còn tầm bắn tối đa có thể lên đến 6,4 km. Cả lục quân và hải quân Hoa Kỳ đều ưa thích khẩu M2. Trong Thế chiến lần thứ hai, súng máy này đã được sử dụng rộng rãi để gắn trên các tháp pháo xe tăng, các oanh tạc cơ, cũng được lắp vài khẩu M2 để chống chiến đấu cơ của đối phương. Trong khi bộ binh và thủy quân lục chiến Hoa Kỳ mang theo M2 để tạo làn hỏa lực áp chế, còn các tàu hải quân trang bị nó để bắn hạ các chiến đấu cơ của đối phương khi chúng tấn công. Súng máy M2 có một biến thể mang biệt danh Cromona, với thiết kế ban đầu là một vũ khí phòng không. Loại súng này hay M45 Quad Mount là một tổ hợp gồm 4 súng máy M2 gắn trên một bộ khung đằng sau xe bán tải, có thể khạc ra 4 luồng đạn hỏa lực cực mạnh về phía máy bay của đối phương. Binh sĩ Hoa Kỳ nhận thấy súng máy M2 là một loại vũ khí hủy diệt khủng khiếp. Một loạt bắn của nó có thể phá hủy một lô cốt của phát xít Đức. Hỏa lực tầm xa cũng có thể bắn được phát 1, cũng như M2 đã thuyết phục được huyền thoại bắn tỉa thủy quân lục chiến Carlos Hancock rằng đây là một loại vũ khí bắn tỉa hiệu quả. Tuy nhiên, M2 cũng có điểm hạn chế. Sau một thời gian khai hỏa, M2 thường bị quá nhiệt và phải thay nòng. Nếu binh sĩ có sai sót trong quá trình lắp nòng mới, hậu quả sẽ vô cùng nặng nề. Dù trọng lượng và độ giật lớn khiến M2 rất khó sử dụng, tuy nhiên, đây là một loại vũ khí cực kỳ quy lực và hiệu quả trong chiến tranh hiện đại. Sau hơn 83 năm kể từ lần đầu ra mắt, đến nay, súng máy M2 vẫn được quân đội Hoa Kỳ sử dụng trên các xe thiết giáp Humvee, xe tải chiến thuật, xe tăng M1 Abrams, Skyder, một số tàu hải quân và máy bay trực thăng như CH-47 và UH-60 Black Hawk. Quân đội Hoa Kỳ cũng đang thiết kế một loại súng máy hạng nhẹ mới dựa trên mẫu M2, giảm được đáng kể trọng lượng nhờ thân súng làm bằng titan, và nó có thể được trang bị máy định tầm bằng laser. Kính ngắm mới và công nghệ kiểm soát được tăng độ chính xác và tầm bắn hiệu quả nhờ tích hợp tính năng tính toán quỹ đạo đường đạn bay tới mục tiêu. Tổng cộng có hơn 3 triệu khẩu đã được sản xuất từ năm 1921 cho tới tận ngày nay. Khẩu đại liên mạnh mẽ 12-7 M2 Browning đến lúc này vẫn còn là một khẩu súng máy hạng nặng tốt nhất thế giới, được lính bộ binh mang vác hoặc gắn trên xe chiến đấu hay máy bay. Dù được thiết kế từ rất lâu, nhưng M2 vẫn đảm bảo được những yếu tố tin cậy. Độ bền lẫn sức mạnh khiến M2 là một trong những loại vũ khí được yêu cầu nhiều nhất ở tiền tuyến. Và lẽ dĩ nhiên, nó vẫn còn được rất phổ biến trong quân đội của nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là khối NATO.